Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Chi quay trở lại để tâm sự, chia sẻ với tất cả các bạn nha. Thì cũng đã mấy ngày rồi, Chi cũng bận rộn công việc gia đình. Bởi vì gia đình có tang, ba chồng Chi mất á, thì mới vừa làm đám cho ông xong, thì bây giờ cũng đã rảnh rang rồi. Thì sẽ chia sẻ lại với các bạn ha. Chi không biết là mọi người có nhớ Chi không ta? Hồi nào tới giờ Chi làm kênh YouTube này chưa bao giờ mà Chi bỏ sót ngày nào cả. Ngày nào cũng post video hết, ngày nào cũng chia sẻ tâm sự với các bạn, ngày nào cũng nhận được tin nhắn của các bạn hết. Mà trong mấy ngày hôm nay là im hơi lặng tiếng, không biết có ai còn nhớ tới mình không ha. Thì hôm nay là Chi sẽ chia sẻ lại ha. Thì chia sẻ là ngày hôm nay thì đầu tiên là Chi sẽ làm cái món ăn. Tại vì tẩm bổ lại hai vợ chồng mấy ngày hôm nay là rất là mệt mỏi, chạy tới chạy lui rồi công việc gia đình á. Cho nên là hôm nay hai vợ chồng có một ngày nghỉ ở nhà. Cho nên là Chi làm món tôm hùm nướng bơ tỏi ha. Thì bây giờ Chi sẽ bắt tay vào Chi làm món này để mà chia sẻ với là tất cả các bạn bữa ăn tối ngày hôm nay của hai vợ chồng Chi nha. Đây là ba cái đuôi tôm hùm bữa tối của hai vợ chồng ha. Cái này là Chi sẽ làm bơ tỏi ha, nướng với bơ tỏi. Rồi bò nó thêm một cái càng kinh ráp nữa nè. Bữa hổm mua đó là vừa kinh ráp, vừa càng cua hoàng đế nè, rồi vừa tôm hùm nữa. Cho nên là hôm nay lấy ra ba cái đuôi này để dành nướng. Còn cái này thì hấp ha các bạn ha. Thì tối hôm nay là Chi với ông xã Chi sẽ có một bữa tối với lại hải sản ha, tôm hùm với lại cua hoàng đế. Rồi đây, bây giờ Chi bắt tay vào Chi làm nha. Rồi bây giờ thì đây là ba con tôm nè, Chi sẽ cắt ra ha. Chi sẽ cắt nó ra, Chi sẽ cắt cái râu nè. Chi bỏ cái râu xong rồi Chi sẽ nó ra làm đôi nha các bạn ha. Bây giờ Chi cắt cái râu này Chi bỏ nè, mà mình sẽ nó ra làm đôi để mà mình ướp ha. Xong mình bỏ vào lò nướng mình nướng nha. Đó. Bây giờ mình lấy cây kéo, mình lấy con dao mình cắt lên làm đôi trước đi ha. Mình cắt cái này trước nè. Cái này nó hơi cứng, cho nên là bây giờ mình lấy kéo mình cắt cho nó dễ cắt nha các bạn nha. Đó. Kéo mình cắt cái này, cắt ha. Mình cắt làm đôi ra. Bắt đầu mình lấy cái dao mình cắt làm đôi ra các bạn. Đây mình cắt ra rồi nè các bạn ha. Rồi mình để đây tiếp tục. Cái này thì nó đông đá đó các bạn, thì bây giờ nó chưa rã đông ra rồi nè đó. Cái này là bữa hổm mình thử đó, cái thịt nó chắc lắm, nó ngon lắm các bạn. Bữa nay thì mình sẽ làm món nướng bơ tỏi, tôm hùm nướng bơ tỏi nha. Đó, thì bây giờ là mình sẽ cắt ra làm đôi nè. Ba cái đuôi. Đó, cũng dễ, các bạn cũng không khó. Kéo này nó bén nè, cho nên cắt nó ngon. Rồi bây giờ tới công đoạn mình ướp nha các bạn. Đây là ba con tôm hùm mình đã cắt ra rồi ha. Đây là bơ nè, bơ cây mình đã làm cho nó tan chảy rồi. Đây là tỏi nè, mình đã xay nhuyễn ra rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ trộn, mình sẽ bỏ tỏi vào đây nha các bạn. Đây là tỏi ha, mình xay nhuyễn rồi. Các bạn cho thêm bột tỏi, mình cho thêm một ít bột tỏi vào nữa nha các bạn ha. Cho thêm khoảng nửa muỗng cà phê bột tỏi vào đây ha. Rồi cho một miếng bột cà no, bột nêm gà đó các bạn ha, khoảng nửa muỗng cà phê bột nêm gà. Bỏ nửa muỗng cà phê bột nêm gà vào đây. Rồi một chút xíu đường. Rồi xong. Một chút xíu tiêu. Dắt lấy đồ thôi đi. Xong rồi bắt đầu trộn hết tất cả mọi ba cái gia vị này lên. Xong rồi mình quét lên trên cái mặt tôm ha các bạn ha, cho nó ngấm xong. Rồi mở bếp lên để mà nướng nha. Thì bây giờ Chi đã trộn tất cả những cái gia vị nè: bơ, tỏi, bột nêm gà, chút xíu đường. Chi quét lên trên cái mặt tôm đó. Quét cho nó thấm, cho nó thấm tôm hết. Để khoảng chừng nửa tiếng ha các bạn ha. Rồi mình bỏ ra mình nướng.
nướng qua một chút xíu xong bắt đầu mình quét lên một lớp nữa. Đó, rất là dễ làm, món này rất là dễ làm nha các bạn nha, không có khó làm. Đó, chị quét xong bắt đầu chị bỏ vô trong cái khay. Đó, đầu chút xíu mình bỏ để lên mình nướng ha. Đó, ướp vô đây nè, quét đều cho nó thấm vô tôm. Đó, rồi các bạn thấy không, dùng cọ quét đều rất là đơn giản, nhanh gọn lẹ. Rồi bây giờ chị sẽ xếp vào trong cái khay ha. Đây là có cái khay chị để sẵn này, xếp vào cái giấy bạc này. Mình sẽ xếp ba con tôm, mình xếp như vậy các bạn. Và mình có cái giấy bạc mình gói, mình hứng lại cái nước cho nó không có chảy cái nước ra đó. Đó, mình hứng mình bỏ vào đây, bắt đầu mình nó quét tiếp cái kia lên luôn. Đó, mình lấy một cái giấy bạc để mình hứng lại như vậy nè các bạn, cho nó không có chảy. Ví dụ nó có cái nước tôm á, nó không có chảy ra, nó dơ. Đó, giống như cái này để mình giống như một cái mình hứng lại cái nước á, cho nó không có chảy ra đó. Rất là đơn giản ha. Đây là món tôm nướng tỏi của chị nè. Rồi bây giờ mình quét lên một lần nữa ha, còn một miếng này mình quét lên luôn nè các bạn. Quét cho hết luôn. What time you want to eat, honey? I don't know, 6:30. Okay. Giờ mình quét hết tất cả các cái thôi các bạn. Tỏi nè, gia vị nè, bơ nè. Đó, nhìn hấp dẫn quá. Rồi, để chút xíu mình bỏ vào nướng, vào nồi mà vào cái bếp. Khi nào mà chi nướng là chia sẻ canh lửa cho các bạn xem nha. Bây giờ là mình sẽ dặn lò lên đó các bạn ha. Đây là cái mình bấm nướng nè, coi như là 350 độ đi ha. Bây giờ mình set cái time nè, thời gian mình cho lò nóng lên luôn đi, cho tới nấu luôn là khoảng cỡ 30 phút đi. Rồi store đó. Mình cho nó nóng lên ha, xong bắt đầu mình bỏ vào đó. Nãy giờ mình store rồi ha, bây giờ mình làm cho các bạn xem đó. Thì cái bên lò của mình nó đã kêu lên rồi ha, là đủ độ nóng 350 độ rồi. Thì bây giờ mình sẽ mở cái bếp lò ra để mà mình bỏ tôm vô mình nướng ha. Và trước khi đó thì đây là cái dĩa tôm của mình nè, sẽ chỉ lắc lên một ít cái hạt giống như hạt ngò khô á các bạn ha. Lắc lên trên mặt cho nó ngon, nhìn cho nó hấp dẫn, cho nó đẹp á mà. Nó có xanh xanh rồi kia cho nó thơm ha. Nó ngò khô này nó thơm lắm đó. Rắc lên một chút để mình nướng ha. Rồi. Rồi bây giờ mình bỏ trong cái bếp lò nè các bạn ha. Đó. Và nướng trong vòng khoảng 25 phút ha. Rồi, bây giờ đây là cái càng của cô hoàng đế nè. Đó, một cái càng mình cắt ra làm ba ha. Cái này là bonus thêm với lại cái tôm hùm nướng bơ tỏi nha các bạn ha. Đây một cái càng mình cắt ra làm ba. Giờ mình hấp lên. Mở bếp lên hấp lên để ăn cái này trước trong khi chờ đợi tôm hùm nướng bơ tỏi chín nha. Rồi bây giờ là mình cái này là càng cua hoàng đế ha. Bây giờ mình lấy càng cua hoàng đế ra trước nha các bạn. Đó. Đây. Một cái càng cua hoàng đế được 3 miếng. Thấy hấp dẫn không các bạn? Một cái càng cua được 3 miếng nè, đó. Rồi thêm ba con tôm hùm nữa đó. Thì bây giờ cái càng cua này trước ha các bạn ha. Rồi bắt đầu bây giờ mình lấy tôm hùm ra nha. Rồi bây giờ mình lấy ra mình coi nha các bạn, coi nó chín chưa nha các bạn. Thôi đi, look closer. Đó, đây là ba con tôm của mình đây. Hấp dẫn không các bạn? Đó, đây là nướng bơ tỏi nha. Rồi cái này con tôm mình của mình xong rồi, mình tắt bếp nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy ra, mình sẽ lấy ra mình gắp ra nha. Đây là bữa ăn tối của hai vợ chồng mình nè. Hấp dẫn không các bạn? Oh my god. Hấp dẫn quá. Ok honey. Thank you honey. You're welcome. Đó, rồi bây giờ mình cho các bạn xem mình đã xong, kết thúc
món lobster nướng mỡ hành ha, để giờ mình ăn thử coi kinh nha các bạn nha. Rồi đây là kinh rác, đây là tôm hùm nướng bơ tỏi chứ không phải mỡ hành, quên lộn, bơ tỏi. Rồi đó, hôm nay là mình đã làm xong món ăn tốt của hai vợ chồng mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Xin chào tất cả các bạn và hy vọng là các bạn sẽ làm được món ăn như mình ha, rất là đơn giản dễ làm nha. Tôm hùm nướng bơ tỏi. Rồi xin chào tất cả mọi người. Bây giờ hai vợ chồng mình ăn tối đây.